Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, số lượng người mắc bệnh và người chết tiếp tục gia tăng. Tại Việt Nam, ngay trong sáng nay ghi nhận thêm một nam thanh niên ở tỉnh Hà Nam, địa phương liền kề với tỉnh Hưng Yên, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, hơn bao giờ hết, ngoài sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống đại dịch này. Hiện nay, trên thế giới tổng số ca nhiễm COVID-19 lên tới 150 triệu người, số ca tử vong lên tới 3 triệu người. Tại Ấn Độ hôm nay, ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên trên 18 triệu ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận trên 2.800 bệnh nhân COVID-19. Sáng ngày 24 tháng 9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, bệnh nhân vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 trên địa bàn sinh năm 1993, quê quán ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Trước đó, bệnh nhân này nhập cảnh từ Nhật Bản về, cách ly đủ 14 ngày tại Đà Nẵng và đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó lần xét nghiệm cuối cùng là ngày 21 tháng 4. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, đến thời điểm này đã truy vết được 4 F1 liên quan đến F0 tại tỉnh Hà Nam, trong đó tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu có 1 F1, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ có 3 F1. Ngoài ra đã truy vết được 16 F2 và 26 F3. Hiện nay đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm liên quan đến trường hợp F0, phun khử khuẩn tại các gia đình trường hợp F1 và các hộ liên quan.